đây, gia đình chị Phan Thị Nhâm thuộc tổ 4, ấp Phong Phú, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, thuộc hộ nghèo tại địa phương do thiếu vốn sản xuất, thu nhập bấp bênh. Ba người con đang tuổi ăn tuổi học nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Năm 2015, gia đình chị Nhâm được Hội Phụ Nữ xã Long Phước vay tín chấp nguồn vốn hơn 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bà Rịa để phát triển mô hình nuôi dê và trồng tiêu. Nhờ vậy, đến nay gia đình chị Nhâm đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện nuôi con ăn học. Xưa thì rất là khó khăn, nhưng mà cũng nhờ sự giúp đỡ của bên hội phụ nữ cũng như hội nông dân, rồi cũng như là ở trong ban ấp cũng tạm ổn cho mấy đứa nhỏ đi học. Hội phụ nữ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa hiện có 6 chi hội với gần 2.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, ban chấp hành hội phụ nữ xã luôn sâu sát hội viên, từ đó phát động các phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Điển hình là các hoạt động như mô hình hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, nuôi heo đất giúp học sinh nghèo, và nổi bật là phong trào hũ gạo tình thương. Theo đó, hàng tháng tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình mà các chị em tham gia đóng góp gạo theo tinh thần tự nguyện. Số gạo này kịp thời giúp cho các gia đình khó khăn, bệnh đau đột xuất. Như trường hợp của bà Trương Thị Phụng ở tổ 9, ấp Đông, xã Long Phước. Bà có một người con gái bị bệnh xơ gan, còn chồng bà bị tai biến nhiều năm. Mới đây, bà Phụng lại bị té ngã, gãy một chân phải. Hội phụ nữ xã Long Phước đã thường xuyên đến thăm tặng quà, tặng gạo, động viên tinh thần, giúp bà Phụng vượt qua khó khăn. Gia đình mình hiện giờ đang khó khăn, chồng mình thì tai biến, còn mình thì đang bị trật té, cho nên chật khớp xương nên hoàn cảnh khó khăn, mình ăn nó không có được. Ăn vừa qua, tổ phụ nữ xã Long Phước có tận tình đến thăm hỏi, tinh thần mình nó phản chắc lên là nó động viên cho mình ráng vượt qua khó khăn này. Hội còn phát động chương trình nuôi heo đất hỗ trợ vốn cho chị em, trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học. Trong 6 chi hội phụ nữ của xã Long Phước như ấp Đông, ấp Tây, ấp Bắc, ấp Nam, ấp Phong Phú, ấp Phú Hữu, mỗi chi hội đều có riêng một con heo đất để gây quỹ. Sau một năm, số tiền chị em bỏ vào heo đất để giúp đỡ cho những gia đình, những học sinh còn khó khăn. Ngay từ đầu năm thì mình đã xây dựng nhiều cái mô hình. Thì ví dụ như giúp nhau làm kinh tế gia đình, thì có những cái hộ mà khá giả thì giúp cho những cái hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là giúp về cái con giống, ví dụ như giúp heo hay là giúp gà, và cho mượn vốn thì không tính lãi. Thì đối với hội thì cũng tạo mọi cái điều kiện cho các hội viên vươn lên vượt khó. Thì hội cũng thấy là vui khi mình đã giúp đỡ được một cái phần nào nhỏ đối với các cái hội viên có cái hoàn cảnh khó khăn để vượt lên. Những việc làm thiết thực của Hội Phụ Nữ xã Long Phước không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.